Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, vấn đề bảo mật cần được đặc biệt quan tâm. Ngày nay, việc sử dụng điện thoại thông minh ngày càng trở nên phổ biến. Sự phát triển của điện thoại thông minh đã cho phép mọi người sử dụng Internet nhiều hơn. Cuộc sống của mọi người đã trở nên hiệu quả hơn vì nhiều nhu cầu hàng ngày của họ chỉ cần một cú nhấn chuột trên điện thoại thông minh. Tuy nhiên, trong khi điện thoại thông minh giúp cuộc sống của con người trở nên dễ dàng hơn thì một số tên lừa đảo trên không gian mạng đã tìm ra lỗ hổng bảo mật để lừa đảo tiền của nhiều người. Chính vì vậy, mọi người cần thận trọng khi gặp một số kiểu tin nhắn này. Nếu không hiểu rõ tình hình, mọi người cần xóa những kiểu tin nhắn này ngay lập tức để tránh bị mất sạch tiền trong tài khoản. Tin nhắn giả mạo người thuộc cơ quan thuế, cơ quan an sinh xã hội. Hiện nay, mọi người đều từng gặp phải những cuộc gọi điện thoại quấy rối hoặc tin nhắn rác. Một số người tò mò về việc làm thế nào những người gửi tin nhắn và gọi điện lại biết số của họ. Khi chúng ta sử dụng Internet trong cuộc sống hàng ngày, một thao tác vô ý có thể khiến toàn bộ thông tin của chúng ta bị rò rỉ. Những tên lừa đảo thường giả vờ là nhân viên có liên quan của cơ quan thuế, cơ quan an sinh xã hội và cơ quan công an. Sau đó, những đối tượng lừa đảo dùng những lời lẽ gay gắt và cứng rắn để hù dọa với mục tiêu cuối cùng là lừa tiền. Trong thời đại công nghệ thông tin, mọi người thường xuyên nhận được đủ loại tin nhắn rác. Nhưng nếu đó là một tin nhắn lừa đảo và nạn nhân vô tình thực hiện các thao tác liên quan thì tiền trong tài khoản sẽ không cánh mà bay. Hiện nay, tội phạm chủ yếu dựa vào việc gửi tin nhắn để thực hiện hành vi lừa đảo. Phương thức này tương tự như lừa đảo qua điện thoại, giả danh các đơn vị liên quan và đăng một số tin nhắn khó hiểu, có thể.